Lần đầu bác sĩ Cường tiết lộ bí quyết căng da không để lại sẹo. Trong quá trình phẫu thuật, chúng ta không tính toán được sức căng của sẹo và không triệt tiêu được cái sức căng này. Nani? Một trong những cái nguyên nhân làm cho cái sẹo xấu, sẹo bị kích thích, sẹo bị phì đại hoặc sẹo bị giãn là do chúng ta trong quá trình phẫu thuật chúng ta không tính toán được sức căng của sẹo và không triệt tiêu được cái sức căng này. Thì đây là một việc rất là khó, thường là phải bác sĩ phải được đào tạo bài bản và có nhiều năm kinh nghiệm thì chúng ta mới xử lý được cái vấn đề sức căng của sẹo tốt được. Cho nên các bạn thấy là tại sao phẫu thuật thẩm mỹ chúng ta cần phải có bác sĩ học, thường là phải trên 10 năm để chúng ta có thể làm được một ca phẫu thuật thẩm mỹ. Còn những cái bạn tay ngang, ví dụ như các thợ cắt tóc hoặc là spa mà làm phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc những bác sĩ không phải là chuyên khoa sâu về phẫu thuật thẩm mỹ làm, thì thường là khi mới làm xong thì kết quả rất đẹp, nhưng mà về lâu dài thì kết quả đó rất là tệ và cái sẹo rất là xấu. Cái này là do nguyên nhân là chúng ta không có kinh nghiệm để chúng ta triệt tiêu được, cũng như không dự đoán được sức ăn của sẹo, cũng như là không có những cái biện pháp để chúng ta xử lý sức ăn của sẹo, nên là cái sẹo nó rất là xấu. Tại bệnh viện thẩm mỹ Gangu thì chúng tôi đầu tư thứ nhất là về con người, thì các bác sĩ được học hành bài bản ở Việt Nam cũng như sang nước ngoài học tập rất là kỹ. Song song đó chúng ta phải có những trang thiết bị hiện đại như là máy nội soi này, dụng cụ phẫu thuật chuyên sâu này, cùng những cái kỹ thuật chuyên sâu nữa để chúng ta có thể triệt tiêu được hết cái sức ăn của sẹo. Cho nên những cái sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện thẩm mỹ Gangu thì cho kết quả rất là đẹp và rất là tốt.